Sáng nay, đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập thả lỏng sau hai trận đấu tập nội bộ vào chiều qua. Trận đấu tập nội bộ đầu tiên giữa những cầu thủ của đội A khép lại với tỷ số 0 đều. Trận đấu thứ hai giữa những cầu thủ ở đội B có tỷ số 2-0. Hồng Sơn và Minh Bình là những người đã lập công. Tỷ số của trận đấu không thực sự quan trọng nếu so với những gì mà các cầu thủ đã học được từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Để cho bọn em thoải mái trong thời gian thi đấu, mới tập luyện trở lại, cũng là một số mấy bạn mới trở lại tập luyện nên thi đấu 6 phút. Còn thầy nhắc nhở thì bọn em thì cố gắng tự tin cầm bóng, chơi bóng với nói chuyện nhiều, thông tin nhiều hơn trong trận đấu. Tăng kiểm soát bóng lên là để bọn em tự tin chơi bóng, đội bóng không kiểu như không di chuyển theo người ta nhiều quá để đỡ mất sức nhiều hơn. Triển khai nhiều sơ đồ để bọn em tập thích nghi với sơ đồ mới khác ở câu lạc bộ nhiều hơn. Theo dự kiến, vào ngày mai, toàn đội sẽ tiếp tục có một buổi tập tại sân tập của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi bước vào trận đấu nội bộ tiếp theo sau đó một ngày.